Có thể bạn đang là người thỉnh sai trang sức, kể vận, vật phẩm phong thủy, tâm linh mà các bạn không biết. Sẽ có rất nhiều người bị hiểu lầm về danh từ khai quang, điểm nhãn, cũng như là hô thần, nhập tượng, trì chú. Nhiều người hiện tại đang rất là sai về cái chuyện đấy, và họ không hiểu cái quy trình để làm cái chuyện đó. Nhiều người còn hiểu là khai quang là để nhận chủ mà, chứ không phải. Hoặc là khai quang là chỉ dành cho những vật có mắt, điều đó cũng không đúng. Và video này sẽ giải thích cho các bạn biết thế nào là khai quang điểm nhãn, thế nào là hô thần nhập tượng, thế nào là trì chú cho đúng. Nếu như mà thật sự bạn đang muốn tối ưu vận mệnh của bản thân mình, làm sao để mà vượng phát tài lộc, làm sao để mà có thể hanh thông trong công danh sự nghiệp cũng như là may mắn ở trong cuộc sống, thì đây là một video bạn không nên bỏ qua. Đặc biệt là những người chưa thỉnh nhưng đang muốn thỉnh vật phẩm trang sức, phong thủy, cải vận gì đó theo cách hiểu của các bạn, thì đây là video các bạn cũng không nên bỏ qua, vì nó sẽ nói cho các bạn biết cái cách làm sao để mà chọn đúng được cái vật phẩm trang sức đó, làm sao để tối ưu hiệu quả nhất. Cũng như ai chưa đăng ký kênh YouTube này hay là trang Facebook fanpage thì hãy vào cái trang fanpage dưới đây để mà theo dõi Zenmy, cũng như là bấm nút đăng ký YouTube để xuất hiện những video mới thì các bạn sẽ được thông báo ngay nha các bạn. Hãy chia sẻ video này để cho những bạn đã thỉnh cùng biết, cũng như những người chưa thỉnh để họ biết cách chọn đúng được cái vật phẩm trang sức phong thủy, không bị chọn sai chọn lầm nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong livestream quan trọng sắp tới với những điều kỳ thú và rất là quan trọng.